Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là một cái website về một cái lĩnh vực là giới thiệu về một cái mảng về du lịch. Thì ví dụ ở đây tôi có một cái website giới thiệu về một cái resort, thì các bạn thấy cái style nó rất là đẹp này, rồi khi di chuyển xuống này thì các bạn thấy style rất là đẹp. Ví dụ ở đây thì nó có cái style là có cái hình X-Trail, rồi nó có cái hiệu ứng đổ bóng mờ ở trên này, hiệu ứng trắng trắng, màu background trắng trắng ở trên này, rồi ở đây nó có cái hiệu ứng animation này, cái hình sóng biển này. Rồi ví dụ như ở đây tôi refresh lại trang này, thì các bạn thấy có cái hiệu ứng chữ nó transition, nó từ từ nó di chuyển ra này. Đó, ví dụ tôi làm lại này. Đó, nó từ từ nó di chuyển ra, rồi cái bất tần scroll down này nó cũng từ từ nó xuất hiện này. Rồi hover vô thì hiệu ứng chữ nó như vậy. Rồi khi bạn click vô cái button này thì nó sẽ đi xuống dưới cái phần này như vậy, trông nó rất là đẹp, hiệu ứng này rất là đẹp. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái project demo về cái làm cái website như vậy. Đó thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sâu lên cái hình background này, rồi sau đó tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm về sâu lên cái làm cái hiệu ứng đổ bóng sử dụng cái gradient. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo này. Thì tôi đã tạo ra một cái folder là demo Paradise Resort như vậy. Thì trong này tôi có một số cái file như là html index.html như vậy, thì đây là một cái file trắng này. Rồi tôi có cái folder email thì có một số cái file như vậy này. Rồi có cái file star.scf thì nó cũng là file trắng thôi. Thì trong folder email tôi có một số cái hình như sau này. Đó, thì đây là cái hình background này. Đó. Đó thì ở trên này thì các bạn thấy là nó có hiệu ứng mờ mờ này. Tuy nhiên thì cái hình background của tôi ở đây thì các bạn thấy là rõ ràng là cái bên trên này nó đâu có hiệu ứng mờ mờ đâu. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là làm cái sâu lên cái hình background, rồi sau đó là tôi sẽ đi viết cái hiệu ứng để mà chỉnh style cho nó có hình đổ bóng. Thì tôi sẽ mở cái file index.html lên và bây giờ tôi bắt đầu viết code. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn cái phím chấm tham này. Tôi sẽ nhấn shift chấm tham, rồi tôi sẽ nhấn enter này. Thì nó sẽ generate cho tôi một số cái file, một số cái dòng code boilerplate code, một số dòng code init như vậy. Đó thì mọi cái file HTML thì nó đều có mấy cái dòng code này. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi link tới cái file style.css ở bên này. Thì tôi sẽ làm như sau. Tôi có một cái thẻ làm link này. Thì tôi sẽ có cái rel là bằng type sheet. Rồi theo là tôi sẽ có cái type thì tôi sẽ là bằng test css. Rồi theo thì tôi sẽ có cái href thì tôi sẽ cho là bằng vô cái folder css này, rồi vô cái file style.css như vậy. Đó, rồi tôi đi cho save này. Rồi trong cái phần body này bây giờ tôi bắt đầu đi viết code cho nó này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái thẻ section này. Rồi theo tôi sẽ có cái class. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái banner section. Thì cái class banner section này thì tôi sẽ đi viết style cho nó ở sau. Thì tôi sẽ mở cái file style.css lên. Thì tôi sẽ mở cái file style.css này và tôi sẽ viết code cho sau. Thì tôi sẽ có cái class là banner section này. Thì class banner section nhé. Thì tôi sẽ cho nó cái background image là bằng URL. Thì tôi sẽ đi vô cái folder image. Rồi tôi sẽ có cái background banner như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là background repeat. Thì tôi sẽ cho là no repeat. Rồi tiếp theo là tôi sẽ cho nó cái background size. Thì tôi sẽ cho là cover. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái height. Thì tôi sẽ cho là bằng 100% phi height. Rồi theo tôi nick cho save này. Rồi bên cái file index.html này tôi cũng nick cho save này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đi mở cái file index.html lên, thì tôi sẽ open lên này. Đó thì các bạn thấy nó sâu lên cái hình background lên cho tôi như vậy. Tuy nhiên thì tôi cần phải chỉnh lại mấy cái margin cho nó. Bởi vì mấy cái thẻ như là HTML body thì nó có cái margin, thì tôi sẽ có cái body rồi HTML. Rồi bây giờ tôi sẽ cho nó cái margin.
thì tôi sẽ cho nó cái margin là không này, rồi tôi đi do save này, rồi bây giờ tôi defect lại này. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái margin nó bỏ đi rồi. Rồi tiếp theo là tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chỉnh cái hiệu ứng đổ bóng, hiệu ứng gradient. Thì ở trên này thì tôi sẽ đổ đóng cái hình đổ bóng cho nó có cái dạng như là kiểu cái màu trắng trắng như vậy, như kiểu là mây. Đó, thì trông nó sẽ đẹp hơn. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ có một cái class là gọi là top gradient. Rồi hai chấm after, tôi sẽ cho nó cái content này, tiếp theo tôi sẽ cho nó cái display, thì tôi sẽ cho nó bằng block này, tiếp theo tôi sẽ cho nó cái background image này. Rồi bây giờ tôi sẽ có cái line near radian này, thì tôi sẽ cho nó cái giá trị đầu tiên thì tôi sẽ là không degree này, không độ này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái mã màu là RGBA này. Thì tôi sẽ có cái mã màu là 24 này, 133 này, rồi 69 này, rồi 0 này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái độ độ mờ của cái màu là tôi sẽ cho là 47 quân 8 7 77% này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho là cái mã màu thứ hai là thăng F8 FC FF 100%. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ nick cho say này. Thì tôi sẽ đi thêm cho nó một cái thuộc tính nữa là position. Thì tôi sẽ cho là absolute này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái bottom. Tôi sẽ cho là 0. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái left. Thì tôi cũng cho là 0. Rồi theo là tôi sẽ cho nó cái top. Tôi cũng cho là 0. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái right. Tôi cũng cho là 0. Rồi bây giờ tôi sẽ nick cho size này. Rồi bây giờ tôi defect này này. À, tôi còn phải gọi cái class top gradient này nữa. Thì trong cái file index.html này thì chỗ này tôi cần phải thêm cho nó cái class là top gradient. Đó, tôi quên mất tôi chưa thêm cái class này rồi. Rồi tôi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi refresh lại này. Thì ở chỗ này thì tôi để sai mất, tôi để dư mất cái dấu chấm phẩy này, tôi xóa đi này. Rồi tiếp cho save này. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ đi lên trình duyệt này và tôi đi phép này này. Đó thì bây giờ nó đã sau đây cái hiệu ứng gradient, hiệu ứng đổ bóng. Đó thì các bạn thấy cái phần bên trên này thì nó đổ bóng màu trắng như vậy. Còn nếu mà các bạn là muốn nó đổ bóng ở bên phần bên dưới phần bottom thì các bạn thể làm như sau. Ví dụ như các bạn copy cái class này và chỉnh sửa. Đây, tôi sẽ copy cái class này. Chẳng hạn như là tôi có cái class là bottom gradient. Chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cái chỗ này thôi, tôi sẽ chỉnh sửa là 180 độ. Đó, thì các bạn cần chỉnh sửa như vậy. Còn tích cho save này. Còn bên này chẳng hạn như cái chỗ này bây giờ tôi sẽ sửa thành bottom gradient đi. Đó, tôi nick cho tôi sẽ tạo ra cái bottom gradient class như vậy. Rồi tôi sẽ nick cho size này. Đó, tôi sẽ gọi class ra bottom gradient như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi defect này này. Đó thì các bạn thấy ở bên bên dưới cái phần bottom thì bây giờ nó có cái hình đổ bóng mờ mờ như vậy. Đó. Thì tôi trong cái style này thì nó đổ bóng ở bên cái phần bên trên này. Thì tôi sẽ đi đổ bóng bên trên thì tôi sẽ giữ lại cái class là top gradient như vậy. Đó. Còn tương tự thì nếu mà các bạn muốn đổ bóng ở bên phải hay là bên trái màn hình thì các bạn cũng chỉnh lại cái chỗ cái độ này. Đó.
Rồi tiếp theo thì cái hình phần banner sẽ sẵn thì tôi sẽ cho là 90 V2 thôi. Tôi sẽ update lại như vậy. Đó. Rồi tôi go save này. Rồi bây giờ tôi lên trình duyệt và tôi refresh lại này. Đó thì các bạn thấy là cái chiều cao của cái hình banner thì nó chiếm khoảng 90% như vậy. Đó thì còn cái phần bên dưới là cái phần độ bóng này. Đó. Thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là làm được cái hiệu ứng gradient cho cái phần top background này, phần top này. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn là cái phần hiệu ứng transition cho cái phần chữ này. Đó, ví dụ tôi defect này này. Đó, cái chữ nó sẽ từ từ nó sâu lên cho tôi như vậy. Rồi cái button nó cũng từ từ nó sâu lên cho tôi như vậy. Đó. Rồi ở đây thì có cái hiệu ứng về sóng biển này, hiệu ứng animation này. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn ở cái buổi tiếp theo. Đó, thì hôm nay video của tôi cũng tương đối dài rồi. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Thank you.